Mình xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay lại tiếp tục vào solo nha em ơi. Và vị tướng mình solo đó chính là Illumia nè em ạ. Mời Ganga và Illumia. Cố gắng farm lính trước nha em ạ. Mời Ganga đầu game mạnh. Nên cố gắng ép. Đánh sợ hết mana thôi chứ máu mình vẫn hồi ngon. Việc này xong vừa để mà hết mana đánh rồi. Đây mình hết mana rồi, về thôi. Illumia cũng âm trụ đâu dám ra. Nói chung là cái game mình cũng không sợ luôn anh em. Red game Illu nó mạnh thiệt nhưng mà cũng không sợ lắm. Tốc biến gì. Rồi ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Lên đường. Về hồi máu cái này ở về hồi mana với hồi máu luôn. Chủ yếu là mana thôi chứ mình đánh vô lính mình vẫn hồi máu ngon. 1-0 rồi. Tuyệt vời. Yes sir. Ngon lành ngay. Hay không rồi đây mà. Vị 3-0 rồi, 3-0 rồi. Quá im. Để Lumia ra nếu mà
Dạ, đau quá. Ép lính vô trụ rồi nè, nó mới ra, không thôi nó không ra được. Vẫn chạy được. Ở cái trụ nó sao đây, lính cắn banh vụ. Chạy luôn. Đợi cho Ilu farm. Khó thấy chứ. Cho Ilu nó farm cái này mà khổ quá. Xin để hồi tốc biến vô mới dí được nó thôi, khó dí nó lắm. Tốc biến rồi trụ mà nổ luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video hay, cho xin một like và ký kênh ủng hộ cho em. Cảm ơn anh em rất nhiều, hẹn gặp lại em ở video tiếp theo nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.